nối sự thành công những chiếc áo phông dòng cốt tông sợi tre các trẻ yêu nhá. Thì các trẻ hãy tham khảo cho em ngay với chiếc áo phông với thiết kế ở đây là áo phông có cổ các trẻ yêu nhá. Và khi mục đích gì đây cho ra mắt mẫu áo phông này thì như các trẻ hãy biết là áo phông có cổ thì chúng ta sẽ đi làm được đúng các trẻ yêu của em. Vậy thì mình hãy tham khảo ngay cho em mẫu áo phông với dòng chất cốt tông sợi tre với những chị gái nào đã sở hữu áo phông năm ngoái, năm 2020 của thương hiệu thời trang gì đây rồi thì mọi người sẽ biết là dòng phông cao cấp của gì đây đúng không ạ? Với đặc tính ở đây là mát, nhẹ, thấm hút mồ hôi và cực kỳ là ít nhăn cho các trẻ yêu của em nhá. Và tình yêu nào yêu thích áo phông này thì hãy tham khảo ngay cho em này. Với thiết kế phần có cổ rất là sang luôn cho các trẻ yêu của chúng ta, đó là thiết kế ở đây là phần vải các trẻ yêu nhá. Phần vải ở đây cổ rất là đứng cổ và nhìn lên rất là sang và rất tây đúng không ạ? Và hiện tại như em đang mix ở đây đó là với một chiếc chân váy màu nâu và cũng rất là hợp với cái tông của cái phần cổ đúng không ạ? Vậy thì các trẻ yêu của chúng ta đang yêu thích mẫu sản phẩm áo phông có cổ để kết hợp với chân váy hoặc các chị ấy kết hợp với quần bò thì cũng rất là ok để cho các chị ấy yêu của chúng ta đi làm. Và với mẫu áo phông ở đây gì đây thiết kế cũng có đủ size đến tận size 2XL các chị yêu nhá. Vậy thì tình yêu nào đang yêu thích mẫu áo phông của thương hiệu thời trang gì đây rồi mình có thể tham khảo ngay cho em này. Một mẫu áo phông có cổ để chúng ta đi làm công sở đúng không ạ? Rất là tiện, rất là đẹp. Hoặc các chị ấy mà mặc đi chơi, đi du lịch chúng ta có thể kết hợp cho em những chiếc quần short này đúng không ạ? Những chiếc quần bò ngố này đúng không ạ? Hoặc chúng ta có thể mặc với những chiếc quần sớ cũng rất là xinh luôn đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn tất cả các chị yêu của em đã quan tâm hết video này ạ.